Chuyến công du Ả Rập Xê Út của Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mở thị trường 2.200 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa có chuyến thăm tốt đẹp tới Ả Rập Xê Út và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC. Chỉ trong 2 ngày làm việc tại Ả Rập Xê Út, thủ tướng đã có tới hơn 20 hoạt động liên tục, tham dự hội nghị, gặp gỡ lãnh đạo các nước ASEAN, các nước vùng vịnh cũng như tham dự diễn đàn doanh nghiệp, gặp gỡ các tập đoàn lớn của Ả Rập Xê Út. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, chuyến thăm Ả Rập Xê Út lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến công tác đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng để hai nước tăng cường tin cậy chính trị và mở ra các cơ hội hợp tác mới. Đây cũng là cơ hội thắt chặt hơn mối quan hệ với tất cả các quốc gia vùng vịnh, một khu vực có tổng GDP lên đến 2.200 tỷ đô la Mỹ, nếu tính là một nền kinh tế đơn nhất sẽ đứng thứ 8 trên thế giới. Quỹ đầu tư 620 tỷ đô la Mỹ muốn rót vốn vào hạ tầng. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud cho biết một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới của Ả Rập Xê Út đang đầu tư, kinh doanh ở châu Á mong muốn mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam. Hoàng Thái Tử đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út sớm trao đổi, triển khai mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo. Nhằm khai thông nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các quỹ đầu tư của Ả Rập Xê Út đầu tư có một cách có trọng tâm trọng điểm hơn, quy mô lớn hơn, lĩnh vực quan trọng hơn, nhất là các dự án đường sắt, giao thông đô thị, cao tốc liên vùng, hạ tầng chuyển đổi số, thể thao, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Ông Iyasian Rumayan, thống đốc quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út PIF, một trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới với số vốn ước tính lên tới 620 tỷ đô la Mỹ, bày tỏ cam kết với Thủ tướng là sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án lớn hơn tại Việt Nam để phát triển hạ tầng. Còn ông Al-Massad, giám đốc điều hành Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án tại Việt Nam. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Aramco, doanh nghiệp hàng đầu của Ả Rập Xê Út thì bày tỏ mong muốn với Thủ tướng Phạm Minh Chính về cơ hội đầu tư làm nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Qatar, UAE, Oman muốn đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới. Trong khoảng thời gian ngắn ở thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các nước trong khu vực vùng vịnh như Qatar, UAE và Oman. Đây cũng là các quốc gia có những quỹ đầu tư siêu khủng, với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ, hoạt động hợp tác kinh doanh ở nhiều nơi trên thế giới. Đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam, Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani khẳng định không có giới hạn nào cho hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sớm thành lập các tổ công tác chung trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và tạo thuận lợi cho nhập cảnh của công dân hai nước. Trong khi đó, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định với Thủ tướng Phạm Minh Chính là sẽ ưu tiên thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam lên tầm cao mới. Các quỹ đầu tư của UAE sẽ tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam. Còn Hoàng Thân, Phó Thủ tướng Oman Sheikh Shihab bin Tariq Al Said khẳng định chính phủ Oman luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Hoàng Thân, Phó Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và xem xét mở cửa thị trường cho hàng hóa thế mạnh mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Hà Lan, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư chung Việt Nam, Oman. Với hội nghị cấp cao ASEAN GCC, đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với lãnh đạo các nước GCC. Trong hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi những thông điệp, những cam kết và gợi mở các đề xuất quan trọng của Việt Nam nhằm đưa hợp tác hai bên bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!